Tin mới nhất về cơn bão số 4, cách Quảng Bình, Quảng Trị 190 km. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 7 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Bình, Quảng Trị khoảng 190 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Tại Cồn Cỏ, Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hoành Sơn, Hà Tĩnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Đồng Hới, Quảng Bình, có gió giật mạnh cấp 7. Từ đêm qua đến sáng nay ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Hòa Bắc, Đà Nẵng, 152mm. Bạch Mã, Thừa Thiên Huế, 270mm. Hương Phú, Thừa Thiên Huế, 249mm. DZAKZONG, Quảng Trị, 112mm. Trong sáng ngày 19 tháng 9, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6-7, 39-61 km/h, giật cấp 9, 75-88 km/h, sóng biển cao 2,0-4,0 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6-7, 39-61 km/h, sóng biển cao 2,0-4,0 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10, 89-102 km/h, sóng biển cao 3,0-5,0 m, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau, phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3,0-5,0 m, biển động mạnh. Khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-3m5, biển động. Ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Đà Nẵng cần đề phòng nước dâng do bão cao từ -0+m, kết hợp với chiều cao và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng, thấp vào chiều tối ngày 19 tháng 9. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn, chiều cao và nước dâng do bão. Từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Đề phòng mưa cường suất lớn hơn 150mm/6 giờ, ở khu vực từ Quảng Trị, Đà Nẵng trong ngày 19 tháng 9. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trước ảnh hưởng của bão số 4, Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm ngừng khai thác tàu bay tại sân bay Đồng Hới, Quảng Bình từ 15 giờ đến 22 giờ ngày 19 tháng 9. Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 18 tháng 9 đến hết hôm nay, Quảng Nam học sinh từ mầm non đến lớp 12 được nghỉ học trong hôm nay. Đêm ngày 18 tháng 9, Thủ tướng ban hành công điện thứ 2 yêu cầu các tỉnh ven biển Thanh Hóa, Bình Định theo dõi chặt diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, triển khai phương án ứng phó với ngập úng, sạt lở, đồng thời hạn chế thiệt hại nhà ở, kho tàng, trường học, chủ động phương tiện, vật tư tại khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.